bóng như thế nào. Các em sẽ chọn tay phần của mình và các em nhớ là chúng ta sẽ sử dụng ở các phần chai của các tay à, chai. Và các em sẽ đặt quả bóng của mình vào vị trí vào các phần chai. Sau đó chúng ta sẽ dùng các ngón tay để quả bóng lại. Và đây là tư thế cầm bóng. Và chúng ta nhắc lại với tất cả các em là cách cầm bóng. Tay các em chè ra ha, và đặt quả bóng của mình ngay vào vị trí phần chai tay. Sau đó phải dùng các ngón tay và nắm quả bóng lại. Đây là cách cầm bóng. Bây giờ chúng ta sẽ bước sang bài tập đầu tiên, là chúng ta sẽ thực hiện tung bóng và bắt bóng. Các em có thể thực hiện động tác tung bằng hai tay. Trước tiên các em sẽ đưa tay chân song song và nhớ là trọng tâm chúng ta luôn ở trạng thái là thấp trọng tâm. Các em sẽ sử dụng tay của mình và tung bóng lên và các em tăng bóng lại và tăng bóng lại. Đây là tung bóng bằng hai tay và bắt bóng. Các em có thể tung bóng bằng một tay. Các em tung bóng bằng một tay. Đó là tung bóng một tay và bắt một tay. Tung bóng lên và bắt. Nhớ là động tác chúng ta luôn ở trạng thái hạ thấp trọng tâm khi chúng ta bắt quả bóng. Rồi ta sẽ đổi tay. Ta có thể di chuyển để ta bắt quả bóng. Chuyển sang bài tập thứ hai, đó là bài tập các em sẽ thực hiện bắt bóng nảy. Các em thực hiện bắt bóng nảy bằng một tay, vẫn là hai chân các em đứng song song, tay các em sẽ cầm bóng và các em sẽ ném quả bóng, cho quả bóng nảy lên và bắt quả bóng lại. Đây là bài tập thứ hai. Bắt bóng nảy. Tương tự các em sẽ đổi tay. Và qua bài tập thứ 3 các em sẽ thực hiện, đó là các em có thể tư thế các em ngồi xuống sọ và đồng thời các em cũng có thể tung bóng bằng hai tay và bắt bóng. Chúng ta có thể tới để bắt bóng. Ta sẽ thực hiện bài tập thứ tư. Đây là bài tập các em sẽ quan tâm và chú ý nhất ha. Đó là các em sẽ ném bóng qua theo chân. Các em sẽ cầm bóng trong tay và tung bóng qua theo chân và bắt bóng lại bằng một tay. Bắt bóng lại bằng một tay. Chúng ta sẽ làm từng chân ngon và từng tay. Sau đó ta sẽ đổi. Các em thấy rõ ha, ta tung bóng qua theo chân. Các em có thể tung bóng qua theo chân ngọ và bắt bóng bằng tay kia. Đây là động tác các em ném bóng và bắt bóng bằng tay kia ha. Tương tự như vậy ta cũng có thể động tác như thế này. Các em thấy rõ ha, tung bóng chân này và quạt bắt bóng bằng tay kia. Bây giờ chúng ta sẽ bước sang bài tập thứ 6. Đây là bài tập các em sẽ làm rất đơn giản. Đó là các em sẽ truyền bóng qua thân. Đây là động tác các em truyền bóng. Và khi truyền nhớ là tay của mình, quả bóng mình sẽ cao ra vào nhau như thế này. Đó, truyền bóng. Các em sẽ tập động tác này. Bây giờ là bài tập cuối cùng các em sẽ thực hiện. Các em sẽ ném bóng và bắt bóng sẽ thực hiện chính xác và luyện tập hàng ngày. Chúc
các em tập thành công.